em xin được mến chào tất cả các bác, cũng như là chào anh Khánh ở Bình Dương. Cái combo mà anh đặt bên em thì hiện tại đã set up cũng như là hướng dẫn cái cách đấu nối rất là chi tiết ở mặt đằng sau. Thì với cái combo này thì với anh Khánh thì anh có thể chơi được với những đôi loa bass 40 hoặc là hai đôi 30 với con đẩy bái xịn của dòng CA9 rất là khỏe này đó. Thì với dòng này hiện tại thì đang chạy là 36 sò và 32 sò chính nha các bác nhé. Công suất này thì thoải mái chơi với những dòng 40 đấy, cũng như là anh Khánh anh đánh với những dòng 40 thì quá tuyệt vời. Và ở đây thì có một nâng tiếng chính hãng của AV Pro đó, model là PX15 Plus. Đó, với dòng nâng tiếng này giải trống rất là đầm các bác nhé, chép rất là mềm. Đây các bác cùng thẩm âm nhé, đây cho trống lên này, đánh rất là đầm. Thì với cái cấu hình này thì anh Khánh có thể chơi ngoài trời hoặc là trong nhà đều được. Và có sự góp mặt của chiếc vang Neck FX12 Pro với phiên bản là có đủ chức năng USB, Bluetooth, cổng quang nhé các bác nhé. Đó, cũng như anh Khánh về rất là tiện lợi, kể cả bắt Bluetooth. Đó. Và với dòng Neck này thì giải chép nó đã được nâng cấp lên về phần nhạc cũng như là phần mix echo rất là hay. Và đây là thông tin của anh Khánh. Và tất cả ở đây em đã ký hiệu cổng ra cổng vào đó, tất cả dây rắc tặng kèm chống nhiễu để về anh sử dụng cho nó ổn định cũng như là chơi ngoài trời hoặc trong nhà thì nó tốt hơn. Còn về dòng vang Neck FX12 này thì về test karaoke thì em test quá là nhiều rồi, tất cả những bộ karaoke này, những cái combo đó, cho nên là video này em xin phép chỉ được test nhanh thôi để tranh thủ để gửi cho anh ở tận Bình Dương cơ. Tất cả hàng thì bên em sẽ dán tem bảo hành cũng như là cụ thể, hàng rất là đẹp. Một chiếc đẩy bãi CA9 bãi xịn các bác nhé. Và nâng tiếng AV Pro và một chiếc vang Neck FX12 Pro. Với combo này là trị giá là 8 triệu 500 nghìn các bác nhé, 8 triệu 500 nghìn. Nếu mà các bác quan tâm thì có thể liên hệ với Micro Audio. Các bác chơi 2 đôi 30 này hoặc đánh ngoài trời đánh 40 các bác nhé. Vâng, em xin chào anh Khánh cũng như là các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.